Vẫn còn. Quốc Duy. Duy. Bóng trong sân rồi các bạn ơi. Để trọng tài phải đánh lại điểm lúc nãy các bạn. Ừ, đó là pha cực kỳ lực của Quốc Duy. Nhìn đáng tiếc bên kia đã có một pha phòng thủ cực kỳ hay và đã lấy điểm về cho FC Bình Dương. Điểm 8-6. Đây là một trận đấu quyết liệt, một sống một còn của hai đội cực kỳ mạnh của giải đấu Hoa Lương lần này các bạn. Một cơ hội cho Hoàng Xuân Trường. Quá hay. Trường. Phải nói FC Bình Dương hôm nay đánh quá chất lượng đi các bạn ạ. Còn cơ hội phản công cho FC Bình Dương, Hoàng Xuân Trường. Hoàng Xuân Trường. Tiếp tục là pha phát cực kỳ căng của Tố MC. Văn Hãn. Một đường ghi không. Văn Hãn. Văn Hãn. Một đường ghi không thể nào đỡ được các bạn ạ. Có thể là đóng dấu ngay một đồng viên bên phía FC Bình Dương rồi. Còn phòng thủ tốt. Duy. Một pha. Wow. Tình huống cắt bóng rất tốt của Quốc Duy. Bên MC Bình Dương vừa rồi không hiểu ý nhau các bạn. Với trận đấu 19-22. Rất mạnh bóng con. Văn Hạnh. Quá quyết liệt trong pha bóng vừa rồi của Văn Hạnh. Văn Hạnh. Văn Hạnh. Lần này Văn Hạnh đã bị chán bóng bởi Tú MC. Nhưng tài đang quá đẹp của các chàng trai không. Điểm 6-7. Rất mạnh phòng thủ rất hay. Tú xử lý rất khéo léo trong bóng rồi của Tú MC.
Quốc Duy quá căng cho pha bóng. Quốc Duy quá căng cho pha bóng rồi của Quốc Duy. Của Trung Trường các bạn. Rồi đi được các bạn. Ui. Tiếp tục một pha đánh chồng của các anh trai bên phía FC Bình Dương. Quá đẹp mắt. Tú. Và cái điểm của Trần Anh Tú. Phòng thủ tốt, cơ hội lật ngửa cho các chàng trai của Thế Công. Đánh trong chàng trai của Thế Công. Đánh trong. Vừa là pha đánh chiến thuật của bên phía Thế Công. Xin lỗi các bạn, lúc nãy mình xét điểm số tổng bị sai các bạn, mình đã chỉnh sửa lại rồi. Quý. Quý. Những kinh nghiệm của bóng chuyền phủi các bạn. Wow. Lại là tình huống xử lý bóng rất khéo léo của Trần Anh Tú, Tú FC. Thủ hay. Cơ hội một lần nữa cho Thế Công. Vẫn còn luôn. Tú ơi. Quá hay rồi. Lại là Trần Anh Tú. Quốc Duy. Quốc Duy. Tú.
bóng mãn nhãn của Tú MC. Quá đẹp mắt trong bóng vừa rồi của Trần Anh Tú các bạn ạ. À.